Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh tha, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Buổi sáng hôm nay tôi có lời chia sẻ cho anh chị em ở trong Roma chương 18 câu 11. Chúng ta bắt đầu từ câu kinh thánh này. Dạ. Roma chương 8 câu 11 chép như thế này: Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Tôi nhắc lại câu: nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Nhờ Thánh Linh Ngài ở trong tôi mà khiến thân thể hay bệnh tật của tôi lại khỏe mạnh. Nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến anh em hay sụt xịt cuối cùng được chữa lành, đúng không? Bệnh cảm được chữa lành, bệnh nợ bệnh kia được chữa lành, nan đề được chữa lành, buồn rầu được chữa lành, bất an được chữa lành, tất cả được chữa lành nhờ đâu? Nhờ Thánh Linh Ngài ở trong. Cho nên hỏi anh chị em, đạo của Chúa nằm ở chỗ là phải đầy dạy Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta đến với Ngài, sống với Ngài mà không đầy dạy Đức Thánh Linh thì chúng ta mới có đi được nửa con đường thôi. Lời sứ đồ Phao-lô nói rằng: đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dạy Đức Thánh Linh. Và nếu đọc câu kinh thánh này ghép vào đó, anh chị em sẽ hiểu được tại sao sứ đồ Phao-lô nói với chúng ta rằng phải đầy dạy Đức Thánh Linh. Vì Thánh Linh là nguồn sống của chúng ta. Hay nói nôm na, Thánh Linh là hệ miễn dịch thuộc linh của chúng ta. Nói vậy thì dễ hiểu anh chị em nha. Tại vì ở trong thế giới này anh em nhìn nó vậy thôi, cho nó có hàng tỷ con virus, bệnh cảm, bệnh ho, bệnh cúm, đủ các kiểu hết. Và lúc nào nó cũng có cơ hội để xâm nhập vào thân thể anh em. Nhưng tôi hỏi tại sao anh em không bị bệnh? Tại sao anh em không bị bệnh lao? Tại sao không bị cảm cúm? Tại sao không bị ho gà? Tại sao không bị sốt, bị nóng? Bởi vì trong anh em có một hệ miễn dịch. Huyết thanh nó tiết ra và nó tiêu diệt tất cả những con virus có hại và khiến cho chúng ta cảm thấy khỏe mạnh luôn luôn. Và mình thì mình nghĩ rằng ôi, thế giới này trong sạch ghê, ôi ra không có gì bệnh tật hết nhỉ. Nhưng nhầm đấy, nó có hàng tỷ con vi trùng. Đang khi anh em ngồi đây có hàng tỷ con vi trùng. Nếu chúng ta không có hệ miễn dịch đó, chết rồi. Vậy thì trong thế giới thuộc linh, hệ miễn dịch chúng ta là gì? Trong thế giới thuộc linh có hàng tỷ con quỷ. Nếu Chúa mở mắt cho anh chị em nhìn ở đây, vui sao quỷ nó đi đầy đường. Và đi dòm nhà nào, nhà này chui vô được, nhà ô người này chui được. Người nào chui được là nó chui. Mà nếu chúng ta không có hệ miễn dịch thuộc linh thì quỷ nhập vô là chuyện bình thường. Bệnh là chuyện bình thường, ác mộng là chuyện bình thường, lo lắng buồn rầu thất bại là chuyện bình thường. Tại vì thế giới này kinh thánh chép rằng chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian thuộc về ai? Anh chị em à, Roma đoạn 8 câu 11 là hệ miễn dịch của chúng ta. Amen. Vì nhờ Thánh Linh ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết này lại sống, khiến cho sự thất bại chúng ta trở nên thành công, khiến cho sự bất an chúng ta trở nên bình an, khiến cho giấc ngủ chập chờn ác mộng chúng ta trở nên một giấc ngủ cực kỳ là bình yên, khiến cho sự buồn rầu chúng ta trở thành vui mừng, phải không ạ? Khiến cho những gia đình đổ vỡ chúng ta lại hòa thuận, khiến cho ung thư chúng ta biến mất, khiến cho những gì chúng ta bị trói buộc, bị hãm thiết, bị đè nén, bị chèn ép trở thành tự do. Cho nên em ơi, hãy học thuộc câu kinh thánh này: nhờ Thánh Linh ở trong tôi mà khiến tôi được sống động.
Giống như câu Kinh Thánh anh người anh em chúng ta vừa chia sẻ, tôi làm được mọi sự, không phải sức tôi mà sức ai? Sức của Thánh Linh ở trong. Không phải năng lực, không phải quyền thế, không phải trí tuệ khôn ngoan con người, mà tất cả bởi vì thần của Đức Chúa Trời. Cho nên chị em ơi, xin chia sẻ kinh nghiệm với anh chị em là tôi nhờ câu Kinh Thánh này mà tôi luôn được khỏe mạnh. Mỗi lần tôi bị sụt xịt là tôi đem câu Kinh Thánh này ra. Đây là hệ miễn dịch của ba đây. Tụi bay hãy cút đi. Ba ba, Thánh Linh ở trong tôi, Thánh Linh ở trong ta, làm ta sống động, cơn ho biến đi, đau đầu biến đi, tất cả những điều đó phải bị tiêu diệt đi. Cho nên chị em ơi, Thánh Linh là nguồn sự sống của chúng ta. Có người nói là sống nhờ nước, nhờ cơm, nhờ bánh chứ sao lại nhờ Thánh Linh. Nhưng anh em đọc kỹ Kinh Thánh sẽ thấy có một người 80 ngày không ăn không uống vẫn sống khỏe như thường mà mặt còn chiếu sáng lên, cho biết ai không? Mọi xe đấy. 80 ngày không ăn không uống vẫn khỏe mà mặt còn sáng ra như mặt trời. Thế đúng là chị có là phép lạ phải không? Cho nên con người thật sự, nguồn sống của con người là thần của Đức Chúa Trời. Tôi khích lệ tất cả hội thánh Chúa hãy tìm kiếm sự đầy dạy Đức Thánh Linh. Điều đó quan trọng lắm. Và sứ điệp ngày hôm nay tôi chia sẻ cho anh chị em, đó là một nếp sống đầy dạy Thánh Linh. Hay tôi nói là sự sống bởi Thánh Linh. Làm sao đây? Anh chị em biết mình, khi mình nói về Thánh Linh là chúng ta phải nói ngay về tấm lòng của con người. Vì Thánh Linh là nguồn sự sống ở bên trong, chứ không phải bên ngoài. Không phải bên ngoài. Nếu chúng ta tìm kiếm một điều gì đó ở bên ngoài thì chúng ta tìm sai rồi. Chúng ta hãy tìm kiếm Ngài ở bên trong lòng chúng ta. Vì Chúa Giê-xu rất nhiều lần nói về Đức Thánh Linh, và Ngài nói rằng thần an ủi đó sẽ đến ở bên các con và sẽ ở trong các con. Thánh Linh ở trong chúng ta là đấng chúng ta cần để ý. Và nếu như Ngài bên trong chúng ta thì chúng ta hãy chú ý đến tấm lòng của mình, hay nói nôm na là linh của mình, trái tim của mình. Chúa Giê-xu đã dành cả một bài giảng rất dài để nói về tấm lòng trước khi Ngài bắt đầu chức vụ. Anh em biết bài giảng gì rồi phải không ạ? Bài giảng trên núi. Trước khi Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ chữa lành đuổi quỷ, giải phóng người ta, thì Ngài kêu đồng dân lên một ngọn núi và Ngài giảng về bài giảng về tấm lòng. Ngài nói phước cho người nào có lòng khó khăn, phước cho người nào có lòng thương xót, phước cho người nào nhu mì, phước cho người nào than khóc, phước cho người nào hay giúp đỡ, phước cho người nào có lòng trong sạch, vân vân và vân vân. Và sau mọi phước đó có một lời thương. Nếu anh em có thời giờ hãy đọc lại cái bài giảng trên núi đó. Và tất cả bài giảng trên núi là Ngài nói về lòng người. Tại sao Ngài nói trước khi Ngài làm chức vụ vậy? Ngài muốn chuẩn bị cho con người ta sẵn sàng nhận lãnh phước hạnh của Đức Chúa Trời. Nếu như lòng chúng ta không sẵn sàng thì phước lành của Chúa đổ xuống nó sẽ tuột mất. Tuột mất. Giống anh chị em đem nước đổ lên đầu công việc vậy đó, nó tuột mất, nó ngứa vậy. Cho nên muốn nhận lãnh được Thánh Linh của Ngài, muốn có một nếp sống đầy dạy Thánh Linh của Ngài, thì chúng ta hãy chú ý đến tình trạng tâm lòng của mình. Thế nào là lòng khó khăn? Tấm lòng khó khăn là tấm lòng luôn luôn tìm kiếm Chúa. Khó khăn có nghĩa là thiếu thốn. Tôi không thỏa mãn với những điều ở cuộc đời này, tôi không thỏa mãn với giàu sang,
Tôi không thỏa mãn với tiền bạc, với nhà cao, cửa rộng, xe đẹp. Tôi không thỏa mãn với quần áo đẹp, tôi không thỏa mãn với danh vọng, địa vị, bằng cấp tôi có. Những sự đó nó làm cho cái tấm lòng của tôi không được thỏa lòng. Còn một điều gì đó tôi cần hơn. Một điều gì đó để có thể lấp đầy cái trái tim này. Và những con người đó đi tìm kiếm. Những con người đó đi tìm kiếm bên trong tấm lòng mình. Đức Chúa Trời ơi, Ngài có không? Ông Trời ơi, Ngài có không? Hãy đến bày tỏ Ngài cho con. Con muốn gặp gỡ Ngài, con muốn biết Ngài, con muốn ở cùng Ngài, trở về với Ngài. Chúa nói, thức cho những người đó. Vì thiên đàng thuộc về những người như vậy. Cho nên em ạ, có những người thật sự rất thờ ơ với phúc âm của Chúa, rất thờ ơ với những điều chép trong Kinh Thánh, rất thờ ơ với những lẽ thật thuộc linh. Anh em ra ngoài đời sẽ gặp những người như vậy. Nói chuyện gì cũng được hết á, mà đụng đến Kinh Thánh với Đức Chúa Trời mà thôi thôi im để cho ta nghe, không thích nghe, không thích đụng đến, không thích trò chuyện. Cho nên những tấm hồn như vậy, những trái tim như vậy thì không được phước. Và Đức Thánh Linh rất khó chạm vào đời sống như vậy chị. Thánh Linh chính là thần Đức Chúa Trời. Và Ngài chạm vào những tấm lòng tìm kiếm, những tấm lòng hạ mình, những tấm lòng khiêm nhường. Và những ai tìm kiếm Ngài thì sẽ được ban thưởng. Cho nên hỏi anh chị em, nếu mình muốn đầy dẫy Thánh Linh thì phải chuẩn bị tấm lòng. Tấm lòng là nơi Đức Chúa Trời bắt đầu. Chúa Giêsu khẳng định rằng nguồn sống của mỗi một chúng ta chính là khi Thánh Linh tràn đầy. Ngài nói nhiều đó, điều đó nhiều lần. Nhưng một lần Ngài nói với thiếu phụ ở bên dưới nước xứ Samari. Ngài nói rằng ai uống nước ta ban sẽ không còn khát nữa. Nước ta ban sẽ trở thành một mạch nước trong lòng văng ra cho đến sự sống đời đời. Đó là điều thứ nhất. Khi anh em được Thánh Linh đụng chạm, khi anh em đến với Chúa và anh em được thần Ngài bắt đầu rời chạm vào tấm lòng, anh em về nhà, anh em thấy những giá trị mà mình có trước đây trở nên vô cùng tầm thường. Anh em không còn bị cuốn hút nữa. Giống như người anh em chúng ta chia sẻ, nhạc rap, nhảy hip hop là một điều gì đó cuốn hút em. Nhưng khi em được Thánh Linh chạm vào, em thấy ba cái thứ đó sao mà nó mất thời giờ quá. Các phải không Đức Nhật ha? Mất thời giờ. Chẳng để làm gì. Bây giờ có một điều gì đó thỏa lòng hơn, mãn nguyện hơn, đó chính là được tiếp cận với Thánh Linh của Ngài. Và thiếu phụ người Samari, trong cái buổi trưa hôm đó, bà thật sự đã chạm đến Thánh Linh của Ngài. Bà nhảy lên, bà bỏ luôn cả vò nước, bà chạy về làng, bà hô lên, tôi đã gặp được Đấng Cao Cả. Bà không còn giấu giếm. Bà quên đi mục đích của cuộc đời bà. Bà quên đi mục đích của cái buổi trưa hôm đó là bà đi múc nước. Bà bỏ luôn cái vò và chạy mất. Đó là lần thứ nhất Ngài nói về sự rộng chạm của Đức Thánh Linh. Nhưng lần thứ hai Chúa Giêsu nói một cách mạnh hơn. Đó là giữa kỳ lễ. Ngài đứng lên, Ngài hô giữa mọi người. Ngài nói rằng sao chép? Hỡi những kẻ nào khác, hãy đến cùng ta mà. Kẻ nào tin ta thì sông nước thần sống sẽ chảy từ trong lòng mình. Ngài nói điều đó để chỉ về Thánh Linh, là những người tin Ngài sẽ nhận lại. Anh chị em à, bây giờ không còn là mạch nước nữa, mà là gì? Dòng sông. Một dòng sông nó chảy trong lòng. Một dòng sông cuồn cuộn chảy. Anh chị em nhìn dòng sông sẽ biết, khi mà nó tràn qua thì nó sẽ tưới mát, nó làm tất cả làng xóm đồng ruộng tỉnh nọ thành phố kia được trù phú.
dòng sông Thánh Linh chảy vào cuộc đời của anh chị em, không những anh chị em được trở nên tươi mới, sống động, tự do, mà anh chị em tràn đến cuộc đời nào, cuộc đời đó sẽ ngủ ngon ngay. Bất an mất, ác mộng sẽ mất, thất bại sẽ mất, bệnh tật sẽ mất, chỉ có một cái rờ của anh chị em thôi. Đó là lý do tại sao khi Chúa Giêsu đi lại trên đất này, người ta đem tất cả những người bệnh ở các thành phố đến, các làng mạc đến, và người ta chỉ xin Chúa Giêsu cho rờ đến trong áo của Chúa thôi. Và Kinh Thánh chép rằng hễ ai rờ đến thì sao anh chị em? Đều được lành bệnh cả. Ôi anh chị em có ước cái đó không? Tôi ước thế, họ đem cái áo treo hay mình đến rờ cái. Thế nó sớm như bây giờ mà cứ đi khó khó thì hơi lâu. Bảo là đem cái áo treo này để nồi thánh cái áo treo này, rồi ai mình đến vuốt cái rồi về nhà phải luôn. Tôi tin là thời kỳ cuối cùng sẽ như vậy đấy. Cái thời kỳ mà Chúa sắp tái lâm nó sẽ như vậy. Một đoàn quân đầy dậy Thánh Linh sẽ tràn trên đất lên, và quỷ bỏ chạy tới đâu bỏ chạy tới đâu, bệnh tật bỏ chạy, thất bại bỏ chạy, đói nghèo bỏ chạy, tất cả chiến tranh bỏ chạy, tất tần tật hết, và Chúa Giêsu chiến thắng hoàn toàn. Amen. Cho nên đời sống đầy dậy Thánh Linh nó như Rehoboam kia là người đã về với Chúa đã nói. Sự thành công của một Cơ Đốc nhân nằm ở chỗ có đầy dậy Đức Thánh Linh hay không. Chúng ta có thể nôn nã cả đời, sống sáng cả đời để làm điều này điều nọ, nhưng anh chị em ơi, nếu không đầy dậy Thánh Linh thì đó chỉ là việc xác thịt của con người mà thôi. Sự ảnh hưởng của nó rất kém cỏi. Nhưng nếu bởi Thánh Linh tuôn chảy qua đời sống anh chị em, anh chị em làm rất ít nhưng mà kết quả rất nhiều. Anh chị em cầu nguyện ba từ thôi nhưng mà người ta được tự do. Còn nếu không có Thánh Linh, anh chị em mình nhảy múa từ sáng đến chiều mà không ai tự do, hàng hết cổ, mật ong với lại chanh đào là ngâm cả hũ mà chưa thấy giải cứu được người nào. Còn khi đầy dậy Thánh Linh, nói chung nói ba từ nhẹ nhàng đó, quỷ ta bảo mày rời khỏi người này, thế là rời luôn. Đó là Thánh Linh. Anh em ơi, hãy nhờ cậy Thánh Linh để hầu việc Đức Chúa Trời. Hãy nhờ cậy Thánh Linh để xây dựng hội thánh của Ngài. Hãy nhờ cậy Thánh Linh để học tập, để xây dựng tương lai. Hãy nhờ cậy Thánh Linh để xây dựng gia đình. Hãy nhờ cậy Thánh Linh để mà làm những công việc và tại doanh nghiệp của chị. Bởi vì sao vậy? Vì Thánh Linh là dòng sông sự sống. Dòng sông. Tôi nhớ cuộc đời của tôi được biến đổi hoàn toàn khi tôi gặp gỡ Thánh Linh. Trước đây tôi tin Chúa một năm trời ở bên Nga đó, năm 92. Tôi tin Chúa một năm mà đời sống tôi là sập sùi như là mưa mùa thu mùa hạ. Ngày mưa ngày thì nắng, rất buồn cười. Và tôi đến hội thánh thì cái người giảng đạo thì nói tin Chúa là tuyệt vời, tất cả là ánh sáng. Nhưng mà tôi về tôi nói Chúa ơi, sao mà con không thấy ánh sáng đâu, sao mà lúc thì con vui mà lúc lại buồn, lúc có thì thích đi nhóm mà lúc có thích nằm ngủ, lúc thích đọc Kinh Thánh còn lúc thích xem tivi, thế là sao? Và anh em, tôi tìm kiếm điều đó, tôi nghĩ rằng chỉ có mình sai chứ Chúa không có sai. Nếu chúng ta tin nhận Ngài mà đời sống mình chưa biến đổi thì chỉ có mình sai chứ Chúa không có sai. Kinh Thánh không có sai. Mình sai ở đâu? Và bắt đầu tôi nói với Chúa, tôi nói Chúa, còn đọc trong Kinh Thánh con thấy Ngài là đấng phục sinh, Ngài là đấng chữa lành, Ngài là đấng đuổi quỷ, Ngài là đấng hô một tiếng biển sống yên liền. Lazaro chết thui rinh 4 ngày mà Chúa hô một tiếng phải từ trong mộ đi ra. Mà sao đời sống của con như Lazaro chưa sống lại thế này? Thui rinh, nó thẳng là như thế, giả hình, bậy bạ.
Tôi nói Chúa, ngày xưa lúc 18 tuổi, trước nhà con có ông thầy bùa năm ông kia, mỗi lần ông thắp ba cái nhang, ông nhập vô lụng nhảy cái lên nóc nhà xuống quyền năng vậy, mà sao Chúa chưa thấy cái quyền năng đâu? Chắc chắn Chúa phải hơn ông đó. Tôi tìm kiếm Ngài, và một lần nào tôi nghe được bài giảng nói về thánh linh của Chúa. Lần đầu tiên tôi nghe người ta giảng về thánh linh của Chúa. Còn tôi đi hội thánh một năm trời, không ai nói gì về thánh linh. Chỉ nói rằng tin Chúa đi, rồi phải lọc bỏ con người cũ, mặc con người mới. Mà nói thiệt với em, tôi chẳng biết lọc làm sao cả. Các bạn nghe, lọc là lọc sao? Ông chẳng biết lột là lột làm thế nào lột cả. Toàn là giáo điều đạo đức. Lột sao? Cuối cùng khi tôi nghe bài giảng đó xong, tôi về nhà tôi bắt đầu hành trình khao khát thánh linh của Chúa. Tôi ngẩn ngơ trên đường. Nói chung có những lúc không biết mình đã đi đâu, về đâu, làm gì. Ngẩn ngơ Chúa, hãy bày tỏ Ngài cho con, hãy đầy dậy thánh linh Ngài cho con như bài giảng con nghe. Con biết rằng 12 sứ đồ, 120 người tại ngày lễ Ngũ Tuần đã được đầy dậy thánh linh, và họ được biến đổi tức thì từ một con người nhút nhát sợ hãi, chui lủi trốn lui trốn lủi, bây giờ trở thành một con người đứng trường ra để giảng lời Ngài, và giảng một bài giảng 3.000 người đấm ngực tin Chúa. Chúa ơi, cần là cần cái đó. Chứ bây giờ đi câu từng con này khó quá. Không vậy, làm sao mà câu được? Phải nói như Phi-rơ và Giăng: vàng ta không có, bạc ta không có, nhưng những gì ta có ta cho ngươi. Nhân danh Giê-xu Christ đứng dậy đi. Người què đứng dậy đi luôn. Đạo Chúa phải như vậy, phải không chứ? Và tôi đọc đến những đoạn đó, tôi nói Chúa ơi, Chúa của con phải như thế. Chứ còn không như thế thôi, con trở lại đời sống cũ đi. Yeah. Đó. Và một buổi chiều nọ thì buổi chiều đó thay đổi cuộc đời. Tôi khích lệ cho em rằng hãy tìm kiếm đến đây dạy thật. 27 năm trời rồi, tôi không bao giờ quên cái ngày Đức Thánh Linh độ chạm và biến đổi cuộc đời. Cho nên khi dòng sông đã tuôn chảy vào cuộc đời chúng ta, thì không có con suối nào có thể cướp anh chị em được nữa. Không có con quỷ nào có thể cám dỗ anh chị em được. Không có một cái thằng Satan nào có thể đến nói anh chị em rằng ta có món quà tốt hơn của Chúa cho con. Không bao giờ. Và buổi chiều hôm đó, Đức Thánh Linh đã tuôn đổ ra. Và tôi cầu nguyện lâu có lâu. Tôi quỳ xuống tôi nói Chúa, con khao khát được gặp gỡ Ngài. Chúa ơi, cuộc đời con cần Ngài. Chúa ơi, chính giây phút này hãy đến và đầy dậy lòng con. Thế thì cả căn phòng đang đóng kín mà gió đâu thổi rầm rầm, giường chiếu mùng màng, bàn ghế rung chuyển. Tôi nói cái điều gì mà lần đầu tiên trong cuộc đời nhìn thấy điều gì. Người bạn cùng phòng của tôi phải nói sợ, không biết điều gì đang xảy ra. Việc gì, điều gì đang ở trong phòng mình. Và 5 phút sau, con người tôi biến hoàn toàn khỏi thế giới này. Tôi không còn biết được mình tồn tại trong cõi đời. Nhưng trong thế giới mới, tôi nhìn thấy Chúa Giê-xu bằng tâm linh của mình. Và lần đầu tiên nước mắt tôi rơi. Lần đầu tiên trái tim biết khóc cho một người mà mình không nhìn thấy. Anh chị em thấy lạ. Chúa có nhìn thấy đâu mà sao mình lại khóc được? Chúa có nhìn thấy đâu mà sao mình lại nói với Ngài ngọt ngào từ trong tấm lòng? Và anh chị em ơi, đó chính là điều mà Đức Thánh Linh đụng chạm chúng ta. Chúa không thấy bằng mắt thường, nhưng Ngài là tình yêu. Cho nên khi tình yêu tuôn chảy trong lòng là lúc chúng ta gặp gỡ Ngài. Chúng ta không thấy Ngài, nhưng Ngài là thần của sự bình an. Khi mà lòng anh chị em bình an mà không giải thích được tại sao mình bình an, đó là Chúa đang ngự trong lòng anh chị em. Không còn cái lý giải nào khác đâu. Cho nên anh chị em ơi, chúng ta không tìm kiếm để Ngài hiện ra cho mắt mình thấy, nhưng chúng ta tìm kiếm một sự đụng chạm từ trời,
một sự tuôn đổ từ trời, một sự thâm biến từ trời để cuộc đời của chúng ta hoàn toàn không như cũ nữa. Chính điều đó sẽ khiến cho anh em có sức mạnh, có động lực, có đức tin, có lòng trông cậy, có sự tiên quyết để bước đi với Ngài mà không bao giờ thôi nuôi. 27 năm rồi, chưa bao giờ trong cuộc đời tôi quên cái ngày hôm đó. Chưa bao giờ. Quên cái gì thì có thể quên, nhưng mà khi thần của Chúa đụng chạm thì không thể quên. Không thể. Không thể. Cho nên Chúa Giêsu nói, Cha đã cho ta chiên đó, và không ai có thể cướp nó khỏi tay ta. Anh em thấy lời Chúa không? Cho nên tôi tin chắc một điều rằng một người đã được đầy dạy Thánh Linh thuộc về Chúa Giêsu rồi thì quên nói cái chuyện là bỏ Chúa đi. Không có cái chuyện đó. Cho nên cái người mà nói tôi bây giờ quyết định bỏ Chúa rồi thì thật ra chưa bao giờ có Chúa trong lòng để mà bỏ. Đúng không chứ? Có đâu bỏ. Ảo giác thôi. Mà ảo giác thì bây giờ nhiều lắm. Cho nên ở đây đó, buổi sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh chị em, đầy dạy Thánh Linh là chìa khóa của đời sống cơ đốc chúng ta. Anh em mình phải tìm kiếm điều đó. Anh em mình phải ngày đêm khao khát điều đó. Dẹp bớt những cái đam mê của thế giới này đi. Tôi nói thiệt với anh chị em, tất cả những điều trong thế giới này là dành để lửa nó đốt. Mà anh em biết trên đời này cái gì dành cho lửa đốt không? Đó là rác. Không hả? Khi chúng ta quét nhà rồi đốt, đốt cái gì? Đốt rác. Cho nên sứ đồ Phaolô nói mọi sự trên đời này là rơm rác. Đừng để nó cuốn hút tấm lòng mình, đừng để nó có một chỗ đứng nào trong trái tim của mình. Nó là phương tiện để mình sống, nhưng mục đích của mình là đầy dạy Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Cho nên trong Luca chương 11, Chúa Giêsu đã nói, trong các ngươi có ai làm cha khi con mình xin bánh mà cho đá chăng, hay là xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng, hay là xin trứng mà cho bò cạp chăng? Vậy nếu các ngươi là người xấu còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi trên trời lại chẳng ban Thánh Linh cho người nào xin Ngài sao? Chúa cho chúng ta điều tốt nhất. Chúa cho chúng ta điều tốt nhất trong mọi điều, đó là đầy dạy Thánh Linh cho con cái của Ngài. Anh chị em à, khi anh chị em đầy dạy Thánh Linh thì hệ miễn dịch thuộc linh của anh chị em là vô định. Anh chị em là người khỏe thuộc linh vô định. Anh em thấy người khỏe không? Cái người mà có sức khỏe kiện tráng, mùa đông cũng như mùa hè, tôi không thấy người đó sụt sịt bao giờ. Virus cảm cúm cả, người đó vẫn cứ sống phai phai. Tại sao vậy? Có phải virus nó không xâm nhập vào người đó không? Không phải. Nhưng bởi vì hệ miễn dịch của người đó quá mạnh, virus vừa đụng vào là sao? Chết luôn. Anh em đầy dạy Thánh Linh, virus thuộc linh vừa đụng vào rụng chết luôn. Đúng không? Satan nhìn thấy anh chị em từ xa bảo thôi chạy, tụi bay chạy, cái này không thể đến gần được. Ai thì có thể chậm được, cho người này chậm cái là lửa nó thiêu rụi ta luôn. Tụi bay tránh xa người đó ra. Cho nên khi chúng ta sống đời sống đầy dạy Thánh Linh là chúng ta chiến thắng. Nhưng như tôi đã nói anh chị em, đầy dạy Thánh Linh nó phụ thuộc vào tình trạng tâm lòng của anh chị em. Lòng anh chị em có đam mê điều gì trên đời này không? Lòng anh chị em còn buồn rầu cay đắng ai không? Lòng anh chị em còn lo lắng bất cứ điều gì không? Lòng anh chị em có đang thù hận hay là chán nản, sao lòng bất khiết không? Nếu có, hãy để cho huyết của Chúa Giêsu rửa sạch bởi sự ăn năn. Nếu không có điều đó, anh chị em có cầu nguyện cả ngày lẫn đêm thì Đức Thánh Linh cũng không thể đổ đầy. Vì Chúa Giêsu nói rượu mới thì phải đổ vào bình mới.
Rượu mới không thể đổ vào bình cũ được. Bình cũ là chiếc bình tội lỗi ô uế, những chiếc bình của thế giới này, những chiếc bình cho sự tham dục và phải đặt bể đi, đốt đi. Nhưng ngày hôm nay Chúa Giêsu đến và Ngài nói rằng nếu ai không được tái sinh thì không thể vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Anh chị em phải được tái sinh, phải được rửa sạch lòng mình, phải được rửa sạch lòng mình, phải được huyết của Chúa Giêsu thánh tẩy. Để làm gì vậy? Để sẵn sàng được đổ đầy thánh linh của Đức Chúa Trời. Satan rất là quỷ quyệt. Nó biết rằng để cho một con người đầy dạy thánh linh, để cho một hội thánh đầy dạy thánh linh là nguy hiểm cho vương quốc tối tăm của nó. Cho nên nó tìm mọi cách để nó làm ô uế đời sống chúng ta. Anh em hãy tỉnh thức. Thậm chí có những tội lỗi rất tinh vi. Ví dụ thôi nha, tôi không có nói ai trong hội thánh chúng ta đâu, tất cả anh em đều là tuyệt vời. Ví dụ một người đứng lên đây để chia sẻ, để làm chứng, để nói cái gì đó, nhưng chỉ cần trong lòng gợn lên một chút thôi, ta cũng phải thể hiện mình một tí đi chứ, ta cũng là điều tuyệt vời đấy chứ. Trong lòng thôi, không ai biết đâu, khoe khoang một chút thôi. Nhưng nếu anh chị em không nhận ra nó thì linh anh chị em bị ô uế mất rồi. Và lâu dần lời nói của anh chị em hủy diệt người khác chứ không gây dựng người khác. Lâu dần anh chị em nói trông có vẻ như bình thường, nhưng mà người nghe cảm nhận có một cái gì đó không thể nhập vào lòng được. Cũng một lời như vậy, cũng một bài chia sẻ như vậy, cũng sự làm chứng như vậy mà sao người nghe có thể dội ra, dội ra. Anh chị biết tại sao? Đó người ta gọi là sự không sạch của linh. Và khi linh của Satan, linh của sự kiêu ngạo, khoe khoang, linh của những sự bất khiết đã ám vào đời sống của mình rồi, thì chị biết không? Chúng ta không thể đầy dạy thánh linh được, mà đầy dạy linh của mình, nó sẽ hủy diệt chúng ta. Cho nên hỏi anh chị em, tỉnh thức là gì? Tỉnh thức có nghĩa là sự quan phòng tâm linh của mình, sự rào chắn tâm linh của mình. Bất kỳ một tư tưởng nào nhập đến trên con người của mình mà thấy nó có vẻ gợn gợn, không phù hợp với lời của Chúa, lập tức phải đuổi nó đi. Anh em đang đứng tự nhiên có một tư tưởng ở đây, người kia sự đáng ghét quá, không ưa được. Và đôi khi anh chị em bảo mình mới có nghĩ thôi mà, có gì đâu, thôi bỏ qua đi. Nhưng mà lòng anh em bắt đầu thâm nhập cái tư tưởng không thiện cảm với người đó. Anh em nuôi dưỡng nó, lập tức tà linh đến làm ô uế anh chị. Bởi vì Chúa bảo chúng ta hãy yêu cả kẻ thù của mình. Anh chị em ơi, tấm lòng của chúng ta cực kỳ nhạy bén, cực kỳ thánh khiết, cực kỳ là tinh xảo, trong sạch. Để làm gì? Để Đức Thánh Linh ngự vào. Đền tạm của Chúa có ba phần: phần hành lang, phần thánh và phần chính thánh. Thì linh của con người như phần chí thánh vậy đó. Anh em biết phần chí thánh đó, không có ai được vào đó. Một năm chỉ một lần ông thầy tế lễ thượng phẩm đi vô để rưới nước thôi, rưới xong đi ra liền. Điều đó có nghĩa gì anh chị em? Linh của anh chị em không cho phép bất kỳ một đối tượng nào, một thứ gì có thể rờ chạm đến ngoại trừ thần của Đức Chúa Trời. Đó là con người đầy dạy Đức Thánh Linh. Cho nên khi mà trong episode nói về anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh, thì cũng đồng thời nói cho câu 31 chương 4: anh em phải bỏ khỏi lòng mình những sự gì? Cay đắng, buồn giận, tức mình,
kêu rêu mắng nhiếc, và hãy ở với nhau các nhân từ đầy lòng tha thứ như chính Đức Chúa Trời tha thứ anh em trong Đấng Christ. Bất cứ một điều bất khiết nào là làm vô được thánh lên. Cho nên anh em ạ, đầy dậy thánh lên là rất quan trọng. Nhưng để đầy dậy thánh lên, thầy phải chuẩn bị thần lòng. Trong Giăng chương 14 câu 15 chép: ai yêu mến ta thì giữ điều răn của ta, ta lại xin nài xin cha ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Nhưng nếu chúng ta cứ giữ tấm lòng mãi như vậy mà để nó trống rỗng thì cực kỳ không an ninh. Chúa Giêsu bảo chúng ta giữ tấm lòng, nhưng đồng thời hãy lấp đầy lòng mình bằng lời của Đức Chúa Trời. Đừng để nó lơ lửng, đừng để nó trống không, đừng để nó thành một cái nhà hoang, nhưng phải lấp đầy lòng mình bởi lời của Chúa. Đó là con người yêu Chúa Giêsu đích thực. Chúng ta hãy nghiên cứu, đọc lời Ngài, học thuộc lời Ngài, nghe lời Ngài, ăn nuốt lời Ngài. Giăng chương 14 câu 15 chép: ai yêu mến ta thì giữ điều răn. Giăng chương 15 câu 3 chép: các ngươi đã được tính sạch bởi lời ta bảo cho. Anh chị em ơi, nếu chúng ta không có lời Ngài thì sự đầy dậy thánh linh của chúng ta như cơn mưa rào vậy. Anh em biết cơn mưa rào rồi, Sài Gòn hay có lắm ha. Đang đi tự nhiên ra ướt cái tàn luôn. Đó là mưa rào các bạn. Đang đi ra ướt cái rồi tàn luôn. Sài Gòn hay có. Cho nên nếu chúng ta không có lời Chúa, chúng ta có thể đến hội thánh và được thánh linh thăm viếng vô tuyệt vời. Rồi ra khỏi hội thánh tắt mưa, hết mưa luôn. Nhưng Chúa muốn chúng ta ở dưới những cơn mưa rào. Chúa muốn chúng ta ở dưới những cơn mưa, mưa dầm thấm lòng, thấm vào lòng, ở với nhà. Không phải chỉ hội thánh, về nhà, trên đường, lúc làm việc, hãy suy ngẫm. Cho nên hỡi anh chị em, Chúa nói về Đức Thánh Linh, Chúa nói rằng lòng chúng ta phải có nền tảng để Đức Thánh Linh ngự vào. Nền tảng đó là thánh sạch, nền tảng đó là không có sự vấp phạm, nền tảng đó là tha thứ hoàn toàn, và tiếp theo nền tảng đó là đầy dậy lời Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta nói khía cạnh về thánh linh bên trong là hệ miễn dịch thuộc linh, đó là nguồn, đó là sự sống, đó là sức mạnh. Còn có một khía cạnh khác là thánh linh ở bên trên chúng ta để làm những việc quyền năng. Chúng ta không có thời giờ để nói về điều đó, nhưng chúng ta đang nói về sự sống trước. Nếu chúng ta không có sự sống bên trong thì việc quyền năng anh chị em như ngọn đèn sắp cạn dầu thôi, leo lét một tí rồi cũng tắt thôi, nó không bao giờ duy trì được lâu. Chúng ta đang nói về dầu ở trong bình, dầu ở trong cái đèn, chính là thánh linh bên trong. Hãy đầy dậy, đầy dậy vui mừng, đầy dậy yêu thương, đầy dậy bình an, đầy dậy. Và dùng những ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà ngợi khen ngợi trong tấm lòng của mình liên tục. Cho nên chị em, tóm lại tôi muốn nói điều gì? Ma-thi-ơ chương 24 câu 12 chép: vì cớ tội ác gia tăng mà lòng yêu mến của nhiều người nguội dần. Anh em có thấy thế giới mình sống ngày hôm nay nó nguội dần cái tình yêu giữa con người với con người không? Nguội dần, nó lạc dần đi. Ma-thi-ơ chương 24 câu 12 chép như vậy. Và trong Luca chương 17 thì chép rằng chúng ta không thể nào không có sự gây cho vấp phạm giữa thế giới này.
Điều đó có nghĩa gì cho em? Chúng ta cần phải nhìn nhận một sự thật là chúng ta đang sống giữa một thế giới đầy tội ác gia tăng. Tranh cạnh là có, xích mích là có, xung đột là có, tất cả những nan đề đến trong cuộc sống là có, và chúng ta không thể tránh được, phải sống chung với nó. Nhưng Chúa cho chúng ta một cách để chiến thắng nó. Cách đó là gì? Giữ lòng mình được đầy dạy được thanh tịnh. Cách đó, nếu chúng ta không đầy dạy thánh linh, chỉ cần 3 giây vợ chồng có thể cãi nhau được. Anh em tin tôi đi. Nếu chúng ta không đầy dạy thánh linh, 5 phút thôi, câu chuyện có thể trở thành thù hận, rất dễ nổi nóng. Có phải có người không đầy dạy thánh linh lúc nào cảm thấy bực bội, xong đến một xe bảo đuổi giùm mang con quỷ bực bội, chẳng có quỷ nào đây về đầy dạy thánh linh đấy, không ạ? Có cái gì cũng đổ cho quỷ. Nhiều khi không phải quỷ đâu nha, nhiều khi còn xác thịt chúng ta đấy. Khi mà thần sự sống của Chúa cạn xuống trong lòng mình thì điều gì nổi lên? Xác thịt nổi lên. Mà xác thịt thì anh em đọc biết rồi, mười mấy tính cách của mình, trong đó có cả nóng giận, thờ thần thường, phù phép thù oán, tranh đấu ganh ghét tốn kiệt. Đôi khi không phải quỷ gì cả, chỉ cần chúng ta ăn năn và được đầy dậy thánh linh trở lại thì lại hiền như con thỏ ngoài kia thôi. Đúng không? Hiền lành bình thường nhìn rất dễ thương nhưng mà lúc hết đầy dậy thánh linh như con hổ săn. Con người chúng ta nó là như thế. Cho nên anh em ơi, trong cuộc sống mình phải đầy dậy thánh linh. Đầy dậy thánh linh là chìa khóa để cho gia đình hòa thuận. Đầy dậy thánh linh là chìa khóa để cho hội thánh hiệp một. Đầy dậy thánh linh là chìa khóa để cho đời sống chúng ta bình an. Amen. Đầy dậy thánh linh thôi, không có cách gì khác hết. Đấy. Nhưng mà ngày hôm nay đó, anh em biết là chúng ta rất ít nói về sự đầy dậy thánh linh. Chúng ta nói về cần phải thế này, cần phải thế kia. Nó không như như tôi chia sẻ cho anh em, lột bỏ thế nào tôi chẳng biết lột thế nào thì làm sao mà biết cần phải gì. Nhưng mà khi thánh linh đầy dạy anh em thì Ngài sẽ dạy anh em cách để làm. Amen. Vì Ngài là thầy của anh em, Ngài là giáo sư của anh em, Ngài là thần an ủi của anh em, Ngài là đấng trợ giúp của anh em, Ngài là đấng thêm sức cho anh em. Thế thì chúng ta không nhờ cậy Ngài mà cứ lại nhờ cậy sức mình. Anh em à, đạo Chúa không phải là sư đạo, có nghĩa là không phải là tu hành. Tí tôi muốn nói đạo Chúa không phải là tu hành, mà đạo Chúa là gì? Nhờ cậy sự cứu rỗi của Chúa Giêsu. Amen. Mình yếu đuối và mình cần Chúa Giêsu để giúp mình thánh khiết. Mình yếu đuối, mình bất khiết, mình thế này, mình thế kia, và bây giờ Chúa giúp con để con sống tốt đi nhờ thánh linh của Ngài. Còn sư đạo là gì? Cạo trọc đầu, ngồi vào vách núi 9 năm đi, may ra còn tu được một cái mà vừa quay ra khỏi vách núi lại phạm luôn. 9 năm là xong rồi, 9 năm tiếp đến năm thứ 80 trên mặt quèo rồi chưa biết là tu được cái gì không. Chúng ta không, Chúa không kêu gọi chúng ta tu hành kiểu đó, Chúa không kêu gọi chúng ta ép sát kiểu đó, Chúa không kêu gọi chúng ta làm điều này điều kia. Chúa kêu gọi chúng ta thay đổi thái độ tâm lòng của mình. Đó là tâm lòng biết mình yêu đuối. Amen chị em. Biết mình cực kỳ thấp hèn, biết mình không thể thắng được thế giới này, và mình cần nhờ thánh linh của Đức Chúa Trời. Amen. Cho nên buổi sáng này tôi kêu gọi anh chị em điều gì? Hãy tỉnh thức tâm lòng của mình, hãy làm sạch tấm lòng của mình, hãy làm sạch cuộc sống của mình, và liên tục nói với cha: cha ơi, hãy đầy dậy thánh linh cho con. Mỗi ngày chúng ta xin điều đó, mỗi ngày chúng ta kết nối với Chúa bằng thánh linh, thì đảm bảo lòng anh chị em là thiên đàng. Amen. Amen. Thiên đàng.
mà lòng anh chị em là thiên đàng rồi đó, thì đảm bảo với anh chị em là không có cám dỗ nào thắng anh chị em được đâu. Amen. Chỉ sợ rằng lòng chúng ta không phải thiên đàng mà lòng chúng ta là địa ngục, cho nên nó sẽ bị thu hút bởi những gì thế giới này, đúng không? Lòng anh chị em buồn rầu thì chắc chắn quán karaoke nó kéo chị em vô cái một rồi. Chắc là nó chỉ cần mở nhạc sập sình cái là chui vô ngay thôi, chứ làm gì mà cưỡng được, đúng không? Lòng anh chị em mà bất an một cái là đủ thứ cám dỗ đến, lòng anh chị em mà hận thù một cái là rút dao rút súng liền, chắc chắn liền. Cho nên lòng anh chị em phải là thiên đàng thì anh chị em có thể đóng cửa tất cả đối với thế giới này. Amen. Chúng ta đứng dậy cầu nguyện nào. Dạ, hallelujah. Cảm ơn Chúa.